mời quý vị đến với Chuyện Phố Phường cuối tuần. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, thứ sáu mà đặc biệt thứ sáu kỳ này đó thưa quý vị, là ngày 10 chứ không phải thứ sáu ngày 13. Và ngày 13 tháng 6 và thưa quý vị, trong tuần lễ này thì quý vị ngày 10 tháng 6, ngày 10 tháng 6. Ngày 10 tháng 6 chứ không 13, thường thường thứ sáu ngày 13. Và chúng tôi có một chương trình đặc biệt hôm nay để gửi đến quý vị, và tuần này là tiếp tục có một người khách cũ trở lại với chúng tôi. Xin cảm ơn và xin chào đón nữ ca sĩ Như Mai rất là dễ thương. Xin chào Như Mai. Dạ. Trước hết Như Mai xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân thương của chương trình Chuyện Phố Phường của anh, của chúng tôi Lưu, của chị Trang Anh Lan, và bữa nay có Khánh Hoàng. Và hôm nay Như Mai cũng xin được mượn màn ảnh này, xin được chia buồn đến chị Mỹ Linh. Như Mai có nghe tin là con trai của chị mới bị mới qua đời cũng 2 tuần rồi đó chị, nhưng mà tự vì chị tuần. Mỹ Linh á, thì chị vẫn chưa có feel good để chị lên chị ngồi chị hát. Bởi cái show này có hát. Chúng tôi luôn cứ với chị Trang Hà Lan quyết định là nói là thôi để giữ bình tĩnh một thời gian đi rồi. Cho nên Như Mai gửi lời chia buồn thật là sâu sắc đến với chị Mỹ Linh. Mong chị vượt qua những cái đau buồn mất mát trong cuộc đời của chị. Tại vì người thân gia đình là ba mẹ hay là anh em, nhất mà một người con của chị qua đời đột ngột như vậy cũng là một cái mất mát rất là lớn. Xin chia buồn cùng với chị Mỹ Linh. Và đã 2 tuần trôi qua rồi thưa quý vị, mà chúng tôi vẫn nhận được rất là nhiều lời chia buồn của quý khán thính giả trên mạng, trên YouTube vân vân, và đặc biệt nữa là những người quen của chị Trang Hà Lan, người quen chị Khánh Hoàng, của anh Khánh Hoàng. Bởi vì bữa đó là mình có dạ Trang Hà Lan cũng được rất là nhiều lời chia buồn đến để nhờ gửi đến Mỹ Linh, thì Trang Hà Lan cũng đã chuyển qua cho Mỹ Linh rất là nhiều, và Mỹ Linh cũng cảm động lắm, nên là cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Mỹ Linh và gia đình. Thì thay lời Mỹ Linh, Trang Hà Lan cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mình cũng lấy 2 đồng của Mỹ Linh đi ha. Nay 2 đồng với lại anh chị đúng không? Bữa trước Khánh Hoàng có nói cái số phone của mình trên cái chương trình đó thì có nhiều quý vị khán giả gọi trực tiếp cho Khánh Hoàng luôn. Dạ, cảm ơn quý vị. Thường thường cái công việc lấy 2 đồng rồi có chị. Để cho chị lấy 2 đồng nha. Và đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Wow, rung rợn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Như Mai trở lại chương trình này thì thấy sao, trong 100 chương trình qua, chắc cũng hơn 100 chương trình Như Mai mới trở lại chương trình. Dạ. Nhưng mà Như Mai có theo dõi thường cái chương trình Chuyện Phố Phường hay không? Có, theo dõi rất là thường xuyên. Mà thấy anh chị rất là vui. Còn Mai nói là ô Mai lên đây chị hát, tôi còn nói chuyện Phố Phường hay là chuyện Tô Lâm gì chắc Mai không có biết đâu. Mà mình cũng không thể tưởng tượng. Anh chị có nhớ là nói chuyện Tô Lâm hả chị? Khánh Hoàng nhớ hoài chị Như Mai đó, là trong cái liên khúc Lâm Ma Đa ha. Cách đây cũng mấy chục năm trước rồi, khi mà Khánh Hoàng còn bên Việt Nam đó chị. Như Mai vậy Lâm Ma Đa rất là đẹp, rất là dễ thương ở bãi biển đúng không? Chuyện xưa rồi. Đó chuyện xưa rồi lúc đó nhìn Như Mai còn vậy Lâm Ma Đa được không? Không. Không, nghe nói khi mình ta về già người ta nhớ chuyện xưa vậy lắm. Đó. Nhắc lại chuyện xưa mà. Còn đặc biệt em là em không có nhớ lại chuyện xưa, tại vì nghĩ lại cái thời trẻ của mình sao mà mình không. Quậy quá mà nó thấy giờ cho mình thấy mình kỳ quá. Không muốn nhớ. Không, em theo em thấy sao mọi. Không, tuổi trẻ mà dù như thế nào vẫn vững đúng. Chị biết có nhiều người đi hát á, hồi đó ai cũng nhắc lại những cái ngày xưa, ai cũng thích, mình coi lại thấy mình sao mình nhốn nhắn. Câu hỏi này, câu hỏi nè. Sao ngày xưa đó Như Mai đó là bản tính Như Mai thì chúng tôi luôn biết là rất là hiền hậu và giống như là một người thích nhạc thánh ca này kia đó. Nhưng mà ngày xưa Như Mai hát nhạc quậy là bởi vì cái lúc đó phải là như vậy hay là Như Mai thích hát nhạc quậy thiệt? Đúng là theo cái thị hiếu khán giả, tại lúc đó cái thời nó new wave lên thì là mình phải theo khán giả thôi, mình theo cái chương trình của ban tổ chức đòi hỏi, cho nên mình phải hát cho đúng. Cái bản tính Mai là nhát lắm, nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu. nhưng mà thưa quý vị, Như Mai đó là quý vị cũng biết rằng cô Như Mai thì nấu ăn rất là ngon, tự nhiên trở đúng thành rồi, có nghe đồn một coi như là một nghệ nhân ở trên Facebook. Thưa quý vị, mỗi tuần cô đưa lên một món mà mình tức ơi là tức, là bởi vì cô làm mỗi món ngon cô để lên, mà không phải là lưu đi mua. Thường thường thì lưu đi mua ăn nhà hàng đó, không đúng nhưng rồi. Mà làm nhà nó có cái hay ở nhà, và Như Mai làm bánh trung thu, bánh rau câu, bánh bông lan, bánh gì cũng ngon hết, rất là nhiều đồ mặn ngon. Làm luôn mà đúng ra mình xin thưa cùng tất cả quý vị cũng như Lưu và chị cho nên Lan Khánh Hoàng là cái tới lúc này rồi tự nhiên mình mới thấy là mình có cái khiếu nấu ăn thôi, chứ đúng ra Như Mai mới có nấu ăn có trên 10 chừng 12 13 năm nay thôi.
Hồi xưa là Mai không có biết nấu ăn. Đúng. Mai biết nấu sau này mình đi hát. Hoa Quỳnh nở muộn. Có nhiều người như vậy lắm. Hát hết rồi mới có thời gian để mà mình học nấu ăn. Chứ hồi đó là không có biết một cái gì hết. Nghĩa là mình sẽ không bao giờ nấu được. Mà không ngờ là bây giờ tới tuổi này tự nhiên mình biết nấu ăn. Đúng. Thì lúc cái tuổi này thì mình nên ở nhà, mình lo cho gia đình. Mình có những món ăn vừa em lại vừa làm mặn và vừa làm ngọt luôn. Tại bình thường người ta chỉ có nấu một mặn thôi hoặc là ngọt, nhưng mà em làm hết. Ông xã em cứ nói em là điếc không sợ súng. Chừng nào em như Mai mở nhà hàng? Dạ không. Không không, tại vì theo người ta nói là đừng bao giờ mà bạn bè thân thiết, đừng bao giờ mà xuống ta mở nhà hàng. Ghét ăn, ghét ăn. Đúng rồi, ghét ăn, xuống mở nhà hàng. Vậy là một show, chết ăn nơi là cực lắm. Nhưng mà Khánh Hoàng thấy là có nhiều người họ điều hành cái chuỗi nhà hàng một cách mà có hệ thống đó, thì họ cũng rất là khỏe. Cái đó là những cái đam mê. Nhưng mà tới cái tuổi này rồi mới nghĩ ra thôi, mình ở nhà mình enjoy với gia đình, phút cho mình đâu có nấu cho chung tôi luôn ăn được rồi. Trước đây cũng được đủ nhiều món lắm. Chị làm đồ mặn, nói món nào chị làm cũng được, nhưng mà đồ ngọt, bánh ngọt với chè chị thua, chị không biết nấu. Mà chị Như Mai cái phải một điều là khi mà mình nấu nhà hàng thì cái formula của mình là sẽ khác, và nấu ở nhà rất khó nha. Nấu nhà hàng số nhiều rất là khó, nấu nêm nếm rất khó. Và thưa quý vị, chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị một show nhạc rất là đặc biệt vào cuối tuần này, ngày 12 tháng 6 năm 2022 tại vùng El Monte Alhambra, đó là ở nhà hàng 888 Seafood Restaurant ở Rosemead thưa quý vị. Và quý vị mời quý vị đến đây để tham dự một cái show của Quang Lê. Quang Lê 30 năm ở Mỹ rồi, và ở vùng Rosemead ở chỗ này cũng 30 năm rồi. Nhưng hôm nay là năm nay là lần đầu tiên Quang Lê đã tổ chức show ngay tại Rosemead cho quý vị đến xem. Và chỉ còn có những chiếc bàn cuối cùng, những chiếc vé cuối cùng, mời quý vị đến ủng hộ cho nam ca sĩ Quang Lê với rất là nhiều ca sĩ tham dự. Và đặc biệt có 9 món ăn, trong đó có tôm hùm và vịt Bắc Kinh, đã vịt quay Bắc Kinh. Đó là những món ăn ngon. Và thưa quý vị, xin gọi số phone để đặt bàn. Xin gọi ban tổ chức là 7147191002 để đặt bàn nha quý vị. Đó là show nhạc Quang Lê, mà chúc Quang Lê trong đêm Chủ nhật này sẽ rất là thành công. Bây giờ mời Khánh Hoàng. Khánh là mở đầu chương trình đúng không? Hôm nay Khánh Hoàng sẽ gửi tới quý vị một bài hát của hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Duy Trung. Mà bài hát là Khánh Hoàng hồi đó nhớ là lúc còn bên Việt Nam, những ngày đầu tiên chập chững đi hát những cái vũ trường đó, thì có hát cái bài này. Đó là bài hát được mang tên Tình Kỹ Nữ. Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cành hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em, loài người vô tình giày xéo lên em, loài người vô tình giết chết đời em. Em ơi em ơi, trong đèn màu mờ mờ dẫu những cơn say, thấy hồn mình có bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về lòng có đơn côi, và từng đêm về lẽ có đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trông xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn tình vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Người đời vô tình, em sẽ về đâu?
tiếng hát mạnh bạo ghê vậy, tiếng hát mạnh bạo vậy. Dạ. Như là thứ sáu mà cho action. Không biết cuộc đời của Khánh Hoàng có kỹ nữ nào hay không, nhưng mà trời ơi. Khánh Hoàng nhớ hồi đó nghe nói là hồi ông hỏi ta hỏi có kỹ nữ nào hay không. Hồi còn nhỏ hồi đó có hát. Dạ dạ. Câu hỏi chị thắc mắc. Hồi còn nhỏ là lúc đó em mới tập tỉnh em đi hát, lúc đó em nhiêu tuổi? À, khoảng chừng 19-20 tuổi vậy. 19-20 tuổi mà mê kỹ nữ thì yeah, không phải mình, tại vì mình thấy những cái hình cảnh mà mấy cô ngồi trong cổng mà chờ khách à, đúng rồi ha. Đã mình hát mà phải sự... có một cái gì đó. Đã mình hát thì thật sự lúc đó là mình còn nhỏ, mình còn non lắm, nhưng mà hát mà cũng thấy nhiều người cũng cảm xúc lắm. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, trước khi mời nữ ca sĩ Như Mai hát bây giờ một bài hát rất là hay thì chúng tôi xin giới thiệu tiếp tục những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Tiếp tục là DMG Gems Diamond, thưa quý vị, với những viên hột xoàn rất là đặc biệt. Và chúng tôi đang có 11 viên hột xoàn sale, mà cái hình thức của nó không phải là viên tròn như vậy, mà là những viên gọi như là những viên vuông chữ nhật hoặc là những viên hình oval rất là đẹp, thưa quý vị, với 2 carat 8 hoặc là 3 carat vân vân với giá sale. Mời quý vị gọi vào cho chúng tôi với số điện thoại 480-765-7824 của Helen với những viên hột xoàn Masonite Arizona trên 150 vết giá cắt trở lên, nên một viên hột xoàn sáng đẹp với nước D và VVS One, thưa quý vị. Giá hiện tại thì có những viên từ 400 Mỹ Kim một carat và cứ tiếp tục nhân lên 500 Mỹ Kim một carat, và quý vị đã ủng hộ rất là nhiều. Riêng quý vị tại miền Nam California hoặc du khách xin đến với Tân Tú Quỳnh để quý vị có thể xem được những viên hột xoàn này. À, những viên hột xoàn mà bên công ty đã gửi và display tại Tân Tú Quỳnh rất là nhiều, với địa chỉ là 9583 Bonsa Avenue. Và một lần nữa mời quý vị mua những viên hột xoàn DMG James Masonite đang có 11 viên sale với giá rất là đặc biệt. Xin quý vị muốn biết thêm chi tiết gọi 480-765-7824 hoặc 714-612-7309. Tiếp tục chương trình, cơ sở thương mại tiếp theo đó là Tâm Restaurant và Tâm Bakery, thưa quý vị. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu những món ngon của Tâm Restaurant và Tâm Bakery. Đó là cái món mới, đó là bò lá lốt nướng rất là đắt, nhiều người đến ăn, và sắp sửa có những cái món dê xào lăn vân vân. Đặc biệt ở đây Tâm Restaurant địa chỉ rất là quen thuộc mà hiện trên màn ảnh, với một số phone duy nhất cho hai tiệm ở thành phố Garden Grove là 714-262-3437. Nơi đây thì có những tiệm thoáng mát và đồ ăn rất là ngon. Đồng thời thưa quý vị có nhận food stamp, và đặc biệt là có những con robot phục vụ cho quý vị, mà quý vị cũng rất là thích thú đến đây bởi vì những con robot rất là thông minh, đến có thể chào quý vị và say goodbye, say hi vân vân. Như Mai có thể đến đây xem những con robot mà nó phục vụ mà, luôn. Mai chưa, lần đầu tiên á, chưa robot chưa nó chạy nó phục vụ đó. Ồ vậy hả? Hay quá ha. Và nơi đây nhận food stamp nha quý vị. Quý vị đến ăn food stamp thì phải đem theo cái ID. Đây là một trong những nhà hàng hiếm hoi tại quận Cam có thể đến ăn food stamp những ăn món ăn ngon. Tâm Bakery thì có bán dâu ua và nhiều món ngon khác nữa, và mời quý vị đến với Tâm Bakery cũng như Tâm Restaurant. Số điện thoại 714-262-3437. Bây giờ chúng ta bước vào thế giới của hắc nhân sâm nha quý vị. Hắc nhân sâm ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị của trung tâm của hãng Wellcrown và Tân Tú Quỳnh. Hắc nhân sâm Royal như thế này là một hộp 1 ký rất là đặc biệt với giá, thưa quý vị, giá 600 Mỹ Kim và được tặng thêm một chai dầu thơm Dubai tuyệt đẹp. Nên quý vị, đây là một hộp 1 ký hắc nhân sâm cao cốt, hắc nhân sâm tuyệt vời giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, ngăn ngừa những cái loại những cái bệnh tật thông thường, thưa quý vị, bởi vì nó cho mình sức khỏe lắm, và ai càng già càng yếu thì càng nên uống cái này. Và đây là hắc nhân sâm với đông trùng hạ thảo và linh chi Tây Tạng, thưa quý vị, 3 cái vô một hộp như thế này là 435 đồng, cũng được tặng một chai dầu thơm Dubai, tuyệt vời lắm. Và tiếp theo nữa chúng tôi cũng có những loại nhân hắc nhân sâm rất là đặc biệt, như là cao cốt hắc nhân sâm. Cao cốt hắc nhân sâm thì chúng tôi luôn đã đưa cho Khánh Hoàng cái hộp hắc nhân sâm nó uống sao em? Uống thấy khỏe lắm anh, dạ thấy khỏe quá trời luôn. Khánh Hoàng cũng uống, Tranh Hà Lan cũng uống, chỉ còn thiếu có Như Mai chưa uống thôi, thưa quý vị. Và hắc nhân sâm nó cũng hiệu Wellcrown, chúng tôi có sâm nước một hộp 30 gói cũng như sâm bột, và cao cốt sâm của chị Trang Thanh Lan là nhúng cái đầu đũa vô thôi. Chắc là mình phải mướn chị Trang Thanh Lan lên cầm cái đũa nhúng làm quảng cáo. Đứng ngay trước cửa tiệm á. À hả? Đứng vô cái quẹ đút miếng. Em để một băng rôn bự thì bự để cái hình chị mà cầm cái đũa nhúng vô. Không, người sống á. Người sống nè. Nếu mà chị rảnh. Đứng trước cửa. À, đứng cái khách vô quẹ quẹ cái đút miếng. Đút cả. Rảnh thì cứ ra đi. Mà kiếm ai siêu thiệt siêu á, đút vô cái dùng đi. Hắc nhân sâm đó quý vị càng ốm càng yếu, quý vị càng nên dùng, và với giá là 325 đồng một hộp. Được tặng quà một chai dầu thơm số 5 của chị Trang Thanh Lan, và này sâm bột thì 190 đồng. Đặc biệt cuối cùng là cái loại hắc nhân sâm mà chúng tôi giới thiệu trong cái giờ hắc nhân sâm, đó là chị Lan.
hát dân sâm mà cái hộp vàng đẹp như thế này. Đó, đây là hát dân sâm. Đây là cao cố hát dân sâm. Tay nải hát dân sâm. Một cái tay nải. Tay nải mà. Ủa, họ tặng luôn nè chị. Tay nải mà có một. Họ tặng luôn mà có một màu anh, gì có nhiều màu anh. Không, có một màu thôi, đẹp lắm. Mà trong đây nó có một cái hộp sành sứ mà có một người khách vui lắm. Có một khách vô ở tiểu bang khác đi qua đến tiệm Tân Tú Quỳnh. Trong 2 tuần trước có một người khách vô, chị Lan biết sao không? Họ vô họ nói chứ họ mua cái này nhưng mà họ nói chứ trời ơi sao tôi bị bệnh ghiền phim tàu mà tôi coi cái đẹp. Phim này tôi coi sao giống cái hùng này giống thùng thủ cấp đó đó em có nói không cái chương trình em có nói mà đúng thùng thủ cấp đâu. Cái thủ cấp mà cũng người tướng mà, nào mà tướng giỏi đó tướng giỏi mà về trên tay cầm cái tay nải phải không, một cái hộp sắp hấp hát nhân sâm mật ong này 525 gram và được tặng cho một hộp sâm nước của nữ nè, mở ra thấy một hộp cái sâm nữ này để giúp cho những người tiền mãn kinh uống vào thoải mái dễ chịu, da đẹp và tính tình coi như là tính tình dễ chịu đó, bớt nóng tính, bớt nóng tính này kia. Một hộp này 135 đồng, còn cái kia 525 đồng, xem như đã sale được rất là nhiều. Anh ơi, bây giờ thì ông xin cái này, em xin cái này để em làm cái cổ khăn quàng cổ đó. Nếu mà em đó, dám đi ngoài đường đó mùa hè khăn ấy mà đông chứ đông khăn quàng cổ cũng đẹp lắm không? Em bỏ vô liền anh làm ăn của anh rồi làm ăn của anh ha. Không ai mua, mình xin cái này, mình xin cái tờ này. Xin mời Như Mai. Như Mai hát. Và bây giờ Như Mai xin được góp tiếng hát trong chương trình Chuyện Phố Phường ngày hôm nay với một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Diệu Hương. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe, đó là bài Nói Với Tôi Một Lời. Chỉ một lời mà thôi hả? Dạ, một lời thôi đầy đủ rồi. Với tôi một lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi. Nói với tôi một lời, dù ngày mai trái đất nức làm đôi. Đến với nhau dịu dàng, dù tình yêu có khi đã cạn khô. Tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân. Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì? Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về, hãy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, chân xa nghìn trùng còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi. Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chân, dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng mạnh tình gió cuốn trôi mình ngồi tìm về đâu bóng tối trong lặng cầm. Nói với tôi một lời, đừng làm thinh như thế giữa niềm đau. Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì? Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về, hãy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi. Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chân, dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng mãnh tình vơi. Gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu trong bóng tôi lặng cầm. Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau.
tự nhiên mà Như Mai cái năn nỉ người ta nói, cái em chợt nhớ đó chị, là mấy bà nói nhiều quá, cái bây giờ cái mấy ông không còn được cơ hội nào nói, bây giờ mấy ông không thèm nói luôn, bực quá, giờ phải năn nỉ nói mà nó một lời người ta không thèm nói rồi. Phải không Như Mai? Đúng rồi, Lưu phân tích là đúng, giờ tự nhiên cái năn nỉ người ta chỉ nói một lời thôi, nói nhiều quá không nghe. Suốt ngày bây giờ mình nói ta nghe không à, bây giờ nãy giờ hát giờ đòi nói. Nhưng mà cái bài này của chị Diệu Hương cũng khá hay nha, hay ghê á. Chưa có cái dịp để mà hát, bữa nay mới có dịp để mà hát bài này rồi đến được tặng tất cả quý nghe khán giả. Thưa quý vị, và thưa quý vị, bây giờ trước khi mời chị Trang Thanh Lan ca hát thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu những cơ sở thương mại, không thôi không có đủ chị giờ. Hát nói với tôi nhiều lời. Nói với tôi nhiều lời. Quảng cáo. Bây giờ đúng nói rồi, quảng cáo nói nhiều. Nói với quý vị nhiều lời. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo đó là chương trình lao động định cư tại Hoa Kỳ EB3 với những người từ 18 cho đến 52 tuổi muốn sang Hoa Kỳ lao động và có thể sanh 10 năm, vợ chồng con cái cũng được đi làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Xin gọi chúng tôi để biết những điều kiện chi tiết như thế nào. 714-548-8432 và 714-583-2854. 714-548-4843-2. Chúng tôi cũng có chương trình chuyển diện cho du sinh Việt Nam đang có IE20 tại Hoa Kỳ và sẽ chuyển được sang thẻ xanh 10 năm với diện EB3. Cũng có chương trình đầu tư định cư cho những người có khả năng tài chính mà có thể đi qua đi lại đó thưa quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi để biết thêm nhiều chi tiết và chương trình EB3 y tế vẫn còn. Mời quý vị gọi cho chúng tôi. Chương trình y tế đòi hỏi phải 5 năm kinh nghiệm và phải biết tiếng Anh. Mời quý vị gọi cho chúng tôi với số điện thoại 714-583-2854. Bây giờ thì trở vô Tân Tú Quỳnh là cơ sở thương mại chót trong ngày hôm nay thưa quý vị. Tân Tú Quỳnh hôm nay vẫn giới thiệu tiếp tục đến quý vị lạp xưởng. Con đại bàng đen, đây lạp xưởng ngon lắm, bởi vì nó rất là ít mỡ nhất trên nước Mỹ này. Chắc có nào phải lại được xuất khẩu về Việt Nam luôn. Anh chưa có thử nhưng mà nghe nó quảng cáo ngon lắm. Tự nhiên Mai Quế Lộ, Mai Quế Lộ đó mà ngon. Mai Quế Lộ chào mọi người. Chúng tôi cũng có lạp xưởng Lào ngon thần sầu tuyệt vời luôn. Chip chili chip không? Chili chip chị Lan. Anh cái lạp xưởng Lào đó, cái lạp xưởng ta nó sao? Nó là sốt xếp Lào, nó có chanh, nó có nó là chanh ở trong, như nó có màu đen đen, nó màu nó màu đen hơn cái này. Lào đúng không? Lạp xưởng Lào hả? Lào nó đen. Lạp xưởng cà thì nó bự hơn, nó to, nó tươi. Lạp xưởng tươi và nó một gói tới gần 1 kg đô là rất là ngon. Lá chanh, lá chanh thơm thôi. Thưa quý vị, tiếp theo là những cái sản phẩm đặc biệt như An Ngư Hoàng Cung. Đây là một loại dược thảo đặc biệt dành cho những người bị đột quỵ, có thể cơ nguy bị đột quỵ thì quý vị cần đến cái loại dược thảo này. 275 đồng một hộp. Chính xác của cái ông bác sĩ đại hàng rất là nổi tiếng và chúng tôi đặt thẳng từ Hàn Quốc, không có qua trung gian, không phải là hàng, quý vị không sợ hàng nhái của Trung Quốc hay là hàng giả vân vân. Thưa quý vị, đây là tốt lắm. Chúng ta uống mỗi ngày một viên, nhai một viên, hoặc 3 ngày một viên, 5 ngày một viên, 7 ngày một viên, tùy theo. Và nếu chúng ta đi chơi nên bỏ một hai viên trong túi để khi nào mệt trong tim là uống liền. Thưa quý vị, là mệt sắp sửa như là gục quá là An Ngưu Hoàng Cung nha quý vị. Cái này 275 đồng và có tặng quà cho quý vị một chai dầu thơm của chị Trang Thanh Lan, hoặc lại tặng cho quý vị một chai sâm nghệ hoặc là một chai detox đó, thưa quý vị, để tẩy độc, trị giá 35 Mỹ Kim. Nếu quý vị có thể, nếu quý vị chọn cái này cũng được, hoặc chọn chai dầu thơm cũng được. Và chúng tôi cũng có dầu thơm Dubai cũng có rất là nhiều, và có nhiều gà chua trắng, có những loại dược thảo đặc biệt như là dời leo, và đặc biệt là những loại giống như là thuốc sức mụn, sức vô là xẹp liền, rất là tuyệt vời luôn, vừa lên là sức vô liền. Và thuốc dời leo đó đặc biệt là vẫy đến ngứa này kia, thuốc sức mụn là loại này nè. Cái này là hắc nhân sâm cây cũ nè quý vị, cũng rất là nhiều người thích, bởi vì hắc nhân sâm nguyên chất của nó trong cái hộp như thế này nè. Một cái hộp như vậy là 275 Mỹ Kim có tặng quà. Đây là thuốc sức mụn rất là đặc biệt luôn. Mời Như Mai xem có lớn, một cái sức tức thử luôn. Lớn rồi mà sao già rồi mà vẫn còn nó lố lên mụn á. Lo, nó có một mụn bọc lại, chứ Mai biết không, chỉ cần sức vô ngày hôm sau là sạch liền. Ồ vậy hả, mụn bọc thì sao, hay là mụn sức vô mụn bọc? Mụn bọc là nó bung ra liền. Cái này rất là hay, là cần cái này phải làm khô cái mày. Bạn gái ai cũng phải cần cái này hết trơn. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có trà ngứa cho ngành nail đó. Những ai bị lỡ tay, nứt tay mà ngứa, làm nail ngứa bị hóa chất thì đây là thuốc ngứa của ngành nail, trà ngứa rất là tốt. Mời quý vị gọi vào cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 714-612-7309 hoặc là 714 với địa chỉ là ở Canada thì quý vị có thể gọi Thúy Nga, Canada, Toronto với số điện thoại 414-617-5786 đang hiện trên màn ảnh. Còn riêng quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh 9583
mùa lễ vừa qua và mùa hè, rất là nhiều quý vị ở tiểu bang đến với Tân Thu Quỳnh. Chúng tôi luôn xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Nơi đây còn có gạo, cá muỗng vàng cũng rất là ngon. Và phân vi sinh để tưới trong mùa hè cũng tuyệt vời luôn, để cho cây lá mà chị Lan chị tưới phân này đã lắm. Nhà nhiều mai có trồng là phải chứa cái này. Chơi cây chết không à, tưới. Trời ơi, cái này. Em cứu mấy cây. Chị Mỹ Linh, chị cứu cây cây cúc của chị. Sao em làm sao nó toàn chết. Chị Tết đó chị mua có một bụi cúc mà chị trồng 3 năm chị vẫn còn xài đó. Nên mình pha ra cho chị. Pha ra một muỗng canh với 20 cái cây bầu nhà chị trái 4 mùa luôn. Và thưa quý vị, đặc biệt đó là cái chai trái. Đặc biệt cái món thần thoại của chúng tôi đó là chai SD thần kỳ thưa quý vị. Giúp cho quý vị ai mà đau nhức mất ngủ mà muốn bị nhiều cái căn bệnh khác về gao, bị nhức mỏi rồi bị gọi là loãng xương vân vân, bị nhiều cái chứng bệnh đó, thì quý vị có thể dùng cái SD này, nó hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, phong thấp khớp mà chị Trang Thanh Lan bây giờ đã chị nói chị khoe là chị mặc cái áo này này thưa quý vị. Áo dài bây giờ kéo lên chị, từ chị kéo đã tự lên. Kéo lên được rồi chứ không cần nhờ cái anh kia ảnh gài nữa. Thất nghiệp. Anh kia thất nghiệp. Và chung tôi cũng vậy thưa quý vị, bây giờ thọt tay ra sao lấy đồ rất là dễ, chứ hồi xưa cái tay này là khỏi nói chuyện này đi. Đau lắm. Và rất là nhiều người thưa quý vị, nhiều người đã gọi vào cảm ơn và tìm đến cũng như là mua thêm đem về Việt Nam, hoặc là cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, nếu quý vị muốn ở Việt Nam có, cứ gọi cho chúng tôi sẽ cho số phone ở Việt Nam để quý vị tới pick up nha. Pick up và trả tiền ngay tại đó. Ở Việt Nam chúng tôi đã có một cái một nơi để quý vị để đến lấy rồi, chỉ gửi về đó và cho quý vị đến lấy thôi. Và quý vị cứ gọi cho chúng tôi. Sẵn tiện đó, chúng tôi luôn cũng khoe đến quý vị là chúng tôi luôn còn một số hộp mai. Hái cây mai đó, là trái là bông trái đen đó. Mình giữ cái nếu quý vị mà tứ quý đó, mai tứ quý quý vị mà muốn xin hột mai tứ quý cứ mua đồ đi. Tôi sẽ gửi cho Bụt Nhung, phải không? Rất là nhiều, có nhiều người biết lắm nha. Cứ là cho hột mai, cho hột mai. Thì chúng tôi luôn cũng còn mơ. Mai tứ quý nó vàng rồi xong cái nó tàn rồi, cái vàng cái đúng, mắt đồ đỏ. Đồ đỏ đó, cái trái nó xanh, rồi trái nó đen lại là mình trời gieo. Trời ơi, em có một cây đó bự mà sao giờ tự nhiên cái nó lá nó vàng, chắc nó sắp chết rồi. Cần chắc mấy tuần cũng bật ngay mong tưới đó. Mua cái loại mà rễ là gì, có hai loại tất cả, một loại mà cho rễ cứng hoặc là cho rễ mềm. Thì chị mua cái loại rễ cứng á, loại mà cho ra trái đó, rễ dài, rễ dài, rễ sâu đó. Rễ cứng rễ mềm ở đâu đây chị Lan? Không biết thân mềm thân cứng không hiểu. Chị Lan hát rồi, chị Lan chắc chị Lan hát giờ hang Lan chờ chị hát nãy giờ. Nãy giờ hai em hát bài xì lô rồi, bây giờ Trang Thanh Lan em cũng xì lô, xin phép bảy giờ chút luôn cũng hát xì lô. Rồi hôm nay Trang Thanh Lan chơi lạ hơn là hát cha 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 thì người trẻ mời quý vị trẻ không, người trẻ hát nhạc trẻ mà mời quý vị ra sàn nhảy với điệu cha cha cha. Mời quý vị ra sàn nhảy với điệu cha cha bài hát ngày tạm biệt của nhạc sĩ Lâm Phương. Trời cao lời vui.
cha. Chị hát bài này đúng thời điểm luôn á, thời điểm năm mùa hè. Hè rồi chia tay nhau. Cái hình ảnh của chị Trang Thanh Lan nó đẹp đó nữa, mà chúng tôi luôn nhìn ở đây là cô ba Little Sài Gòn. Cô ba Little Sài Gòn sang trọng với cái áo đẹp, mà cái mặt của chị sang trọng vậy đó. Lát nữa dẫn em đi ăn nha chị. Mà hát là mắt mở tươi rói luôn á, mắt lúc nào cũng mở tươi rói luôn á. Không, bài giờ cha mà Cánh Hoàng, bài này cha cha vui. Thanh Như Mai thì công nhận không, chị Trang Lan cái mặt của chị sáng rỡ. Mà cô ba Little Sài Gòn, chị là diễn viên điện ảnh từ nhỏ tới giờ mà. Không, hồi đó chị đóng phim nhiều lắm chị Trang Lan. Yeah. Đóng có phim mà em ơi. Ồ vậy. Đóng mới ra Chết Liền. Phim đó là chết liền. Là nhiều phim đóng phim. Ông Ma hứa mà đóng vai con ma. Nhiều phim em đóng phim em đóng được hai vai, nó sẽ đóng hai vai sướng nha. Đóng vai lính bị đâm chết xong mình ra hồi thay đồ đóng lính khác. Thưa quý vị, bây giờ thì để chấm dứt chương trình trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn xin gửi đến quý vị một bài hát này là bài hát nhạc Pháp lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên. Thưa quý vị, bài hát rất hay mang tên là Mơ Về Em. Bài hát này chúng tôi luôn 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 hát mà là nhớ đến một người anh, đó là nam nghệ ca sĩ Anh Tú. Yeah. Hồi xưa là coi như là năm ngoài 20 tuổi là ở Việt Nam là rất là mê Anh Tú, coi như ca sĩ nam nào cũng muốn làm Anh Tú hết trơn á. Và những bài hát này nó giọng sâu giọng lạ quá. Giọng rất và bây giờ tặng quý vị bài hát Mơ Về Em với lời Việt của bác cố nhạc sĩ Lữ Liên. Trong nắng mai anh mơ về em, êm ái mắt trời anh mơ về em, bên dây nói ngập ngừng người tình nhớ tới em hoài, không thấy vui khi không là em, đi với ai rồi cũng mơ về em, đêm đến lạnh lùng ôi đêm mau lùng nhớ em vô cùng. Rồi làm sao biết em đến nơi nào đây, ai về đâu em ngày mai, mộng mơ hôm nào giờ đây ai đã quên câu thề, chuyện tình đôi lứa dệt muôn bài thơ, trên đường xưa ta diêu nhau, người ơi từ đây gặp nhau mình cũng xem như là một kỷ niệm. Đêm qua thâu đêm anh mơ về em, ai bước trên đường anh mơ về em, anh giống tên hề thật hề chiều nay, nàng ơi anh yêu nàng, xin đôi đường anh mơ về em, không gian biến nhanh anh mơ về em, xanh sao cô đơn anh mơ về em. Rồi làm sao biết em đến nơi nào đây, ai về đâu em ngày mai, mộng mơ hôm nào giờ đây ai đã quên câu thề, nhớ quá em ơi đường xưa dịu nhau, đôi mình tay trong bàn tay, đây gặp nhau mình cũng xem như là một kỷ niệm. Đêm tôi ưu phiền anh mơ về em, trong giấc mơ màng anh mơ về em, điều thuốc anh vừa môi vội vàng nhớ em vô cùng, sáng sớm thức giấc anh mơ về em, đôi mi khép nhanh anh mơ về em ơi đêm đêm anh mơ về em. Chúng ta đã nghe tiếng hát của anh Lưu. Uh-huh. Còn anh Tú thì về có anh Lưu, đúng không? Anh Lưu. Không, từ ngày chị thấy Lưu mà bán hàng đắt hát hay ghê. Đúng rồi. Không phải nhờ Nhân Sâm hát Sâm nè, nãy thấy quẹt hai. Không có gì đâu, nhớ
quý vị, quý vị biết không, tại vì những cái chương trình trong đây bảo trợ là quý vị muốn chương trình Chuyện Phố Phường sống là quý vị phải ủng hộ những cái sản phẩm, những cái quảng cáo ở trong chương trình Chuyện Phố Phường. Lưu sẽ hát hay hơn. Lưu sẽ hát hay hơn và bán nhiều hơn. Hát dễ hơn, dài hơn. Xin một lời chào để chúng ta đã hết giờ rồi. Và sau đây Như Mai xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả của chương trình Chuyện Phố Phường. Cảm ơn Trung Tụi Lưu, chị Thác Thanh Lan, Khánh Hoàng và ban giám đốc của đài đã cho Như Mai có cơ hội lên đây để hát cho quý vị nghe và tâm sự cùng tất cả quý khán giả thân thương cũng như những người fans của Như Mai. Xin được chúc tất cả lúc nào cũng nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vậy mà là ít nói. Em ơi, chị ơi, em học được có nhiều đó. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Phố Phường tuần tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.